Do you remember how we kissed in the kitchen as the coffee pours? By the end, my face was sore from your stubble, but I still wanted more. And all the miles that we spent in the air, where we're going, I don't care. I'm just so glad that you were there that night in the restaurant. Because I got to say, so I'm in love with you. What are we gonna do? So I'm in love with you. What are we gonna do now? Make me feel loved and treasured. You are water in the desert, my fox, my missing puzzle piece. You make me feel loved, protected. Boy, we could talk forever on the couch, sipping bourbon, please. And in the morning we will start up the French press. I'll be thinking to myself, how did I get so lucky? Your heart is sweet like honey. And in the evenings when we settle in bed, it's like you're in my head. Sau nhiều năm quen biết, tìm hiểu, người nhau, thế này thì cháu tình duyên và cháu bảo chân là cũng có nguyện vọng nên duyên, vợ chồng kết tóc sẽ tới trăm năm. Thế thì được là sự thống nhất của hai người cha mẹ. Thì hôm nay gia đình nhà trai, nhà trai thì đến xin chỉ lễ gia đình nhà gái, thì để mà xin được cho cháu yên được cả liên tiếp trong cái trong bàn chân. Hôm nay thì cũng nhân ngày 14 tháng 12 dương lịch năm 2022 á, thì con xin phép thay mặt vợ con thì kính thưa các ông các chú các cô các bác, là con xin phép là trước mắt con sẽ cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con, với lại là cho con trưởng thành ngày hôm nay, cũng ba chứ cũng như ba mẹ vợ của con đấy, cũng đã sinh ra và dưỡng dục vợ con để con để hai đứa có ngày hôm nay. Thứ hai, con cũng xin là cảm ơn duyên số với lại duyên nợ, duyên số cho con gặp nhau và là duyên nợ để cho hai đứa đỡ được với nhau. Và cuối cùng thì con cũng xin cảm ơn các cô các bác đã bất chút thời gian quý báu của mình đến đây để chung vui với gia đình của con. Và sang năm là năm Quý Mão thì con cũng đang đó gửi lời chúc
Tết đến mọi người, mặc dù nó hơi sớm nhưng mà con hy vọng là mọi người ăn cả sức khỏe, không có thật lợi ạ.